anh em nha. Bữa nay là mình nấu cơm lần đầu cho nên là khúc cháy, khúc sườn, khúc nhão nha. Khúc nhão hả? Đây là cơm ba tầng nha. Cơm ba tầng. Giả dụ mà cầm chim ra đồng săn mà bắt gà được của người dân á, thì phải làm sao anh em? Trường hợp đẹp nhất á, là chủ nhà người ta đem gà vô người ta làm thịt, còn mình chỉ xin lỗi là xong. Đó là đối với những người dễ tính nha mọi người, thì người ta nghĩ là mình không cố ý á, thì người ta tha cho mình. Còn nếu trong trường hợp mà người ta làm khó mà người ta cho mình bỏ tiền ra để mà mua con gà đó luôn á, thì lại càng tốt ha. Và một cái trường hợp xấu mà cũng đã từng có xảy ra rồi là chủ ở xa chim quá, và khi mà người dân người ta thấy chim bắt gà, người ta tiễn con chim mình đi luôn. Trong ba cái trường hợp này thì anh em nghĩ cái trường hợp nào nó sẽ xảy ra nhiều nhất? Theo mình á thì cái trường hợp số 2 nó sẽ xảy ra nhiều nè. Tại vì mình bỏ tiền ra mình mua con gà luôn, kể cả mua mắt một chút cũng được. Bình thường ở nhà anh em làm gà anh em hay làm món gì ạ? Hôm nay là ngày cuối tuần, team tụi mình quyết định là xuống đẩy để nướng gà bằng trái bí đỏ nha anh em. Tụi mình sẽ nhét gà vào trái bí đỏ để mà nướng. Và tụi mình sẽ tự nấu cơm trong ống tre thử xem. Cái này coi trên mạng nhiều rồi nè, nhưng mà tụi mình cũng chưa có làm bao giờ. Trời ơi, cái này không có đuôi. Giấu được không? Rồi, xong rồi bỏ thêm một phần nữa rồi.
chín nữa nè. Lần này đăng em tan anh Đạt vô cho ta follow anh nhiều nhiều. Nóng hả mày, bốc ngọt sệt hả? Trời ơi, có nóng đâu. Trời ơi. Đít đít. Thơm ngon bà đậm. Thơm. Xém luôn rồi. Khét. Xém rồi. Cái vỏ ở ngoài thôi mà đâu sao. Đây này. Chín rồi chi đừng có nói. Chín rồi. Cái này đó. Trời ơi, nó hư banh ra hư hết. Không mà, để lấy cái kia mà. Rồi, thành cháo rồi. Đổ ra, đổ ra. Rồi, ok anh em. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ thưởng thức cái thành quả nha anh em. Khúc nhão hả? Cơm ba tầng. Lấy cái khúc ngon nhất ra ăn được rồi. Thôi bỏ cái đó đi anh.
Chẻ ăn cái nữa là tách ra luôn à. À vậy á. Rồi ngon rồi. Ok. Rồi, nướng gà. Ăn ăn gà nướng trước hay ăn cái này trước? Úi à. Còn đúng cái đầu còn sống cái thằng. Ủa đây đũa nãy đâu rồi đi? Đây đây đũa nè. Đũa mình chuốt riêng cho bạn đó. Nè mình chuốt riêng cho bạn nè. Bạn bốc hốt. Chấm đi bạn, chấm ăn ăn thử coi ngon không? Chấm với nước chấm thần thánh nè. Coi chừng hầm răng bạn ơi. Răng thiệt hả? Chấm anh luôn. Mời em nha. Ôi, mời tất cả mọi người nha. Ôi à, nướng vàng đẹp không mọi người? Ngon thiệt. Cái con gà này là nướng mồi. Đây là nấu trong trái bí. Hả? Không lấy ăn thịt nạc. Chân nhậu ở quên quên đó. Thế ăn xương sổ thôi. Dạ em cảm ơn. Ăn thử cái này em. Cái bí này là nó như khoai luôn. Đúng không? Cái bí ngon đúng không? Cái nước gà nó thấm vô bí. Wow. Mời anh em nha. Anh ruột sát không? Anh cầm một cái bát gì vô mà. Cái bậy không? Vô không nào? Bí gỡ nha anh em. Ở nhiều quá. Dạ em cảm ơn. Ăn này hồi rắn bằng thẻ. Ơi. Ăn cái bí nó ngon hơn cái gà mọi người ạ. Cái gà nướng thì ngon là còn cái này thì cái gà này đã ra nước vô trái bí hết. Lúc anh em có làm thì cần nướng trái bí trong nơi khỏi cần bỏ gà. Ngọt hơn khoai lang anh em. Rồi, video cũng khá dài rồi, anh em mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến phút này nha. Bye bye anh em.